Nay trời mùa hè sẽ làm món cá chép nấu riêu mọi người ạ. Cái này con cá chép mình đã làm sạch sẽ mọi người nhá. Cá chép rất là thiên nhiên mọi người ạ. Con cá chép này nó khoảng hơn ký rồi đây. Rất là ngon mọi người ạ. Nè. Mình đã mổ sạch sẽ ra đây. Đấy, rất là ngon mọi người ơi. Đấy. Kênh của mình hôm nay được hơn 600 người đăng ký rồi mọi người ơi. Mấy ngày nay mình ra video liên tục mọi người ạ. Rảnh rỗi này. Đấy. Đấy, rất là ngon. Đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ có video làm món cá chép lâu riêu mọi người ạ. Món ăn này của người miền Bắc mọi người. Đấy, nó cũng đơn giản thôi mọi người. Mình cho chút xíu cà chua này, khóm này, gừng này, mẻ chua này, phế chua này đấy, mình sẽ nấu lên đấy, ăn rất là ngon mọi người ạ. Nghe tên lạ thôi nhưng mà thực tế là nó rất là đơn giản mọi người đấy, rất là ngon chưa. Nó chắc này mình phải to hết rồi đấy, ruột rồi anh phải hết rồi đấy, rất là ngon. Đấy, rất là ngon cho mọi người đấy. Mình đã rửa sạch muối rồi mọi người, bắt ít chanh mình rửa sạch, đây phải canh mọi người ạ, đã trà muối này, bắt ít chanh rồi mình rửa sạch hết cái nó phải hết cái nhớt thì nó phải canh mọi người ạ, nấu riêu rất là ngon. Đấy. Rồi mình đi sơ chế cho mọi người nhá. Đây này, cá chép rất là ngon mọi người ơi, mình quay gần cho mọi người thấy này. Mình mổ ra sạch hết sạch bụng rồi đây. Đấy. Đấy, sạch khỏe này. Rất là ngon mọi người. Đấy. Xin chào mọi người đã trở lại kênh VG868 Vlog. Hôm nay mình sẽ làm món cá chép nấu riêu mọi người ơi. Đây con cá chép rất là tươi ngon mọi người này. Mình sẽ làm sạch sẽ này. Đây cá chép này rất là tươi ngon. Rất là tươi ngon. Mình rảnh rỗi mình làm món cá chép đông riêu mà món này ăn rất là ngon nhá mọi người, rất thơm ngon mọi người. Đây con cá chép của mình đây rất là tươi ngon mọi người, mình đã làm sạch sữa rồi đây, nó chắc là chắc hơn một ký rồi mọi người, cá chép thiên nhiên đó. Thì nhỏ vậy thôi mà. Rất là ngon mọi người, phải toát. Rất là thơm ngon nhé. Hành hành ngò rau thơm này. Phải chết đóng này, ngon nấu món riêu này rất là ngon mọi người ạ. Ăn rất là mát. Đây nhá, cái mình đang chiên cho mọi người nhá. Mình chiên sôi tí mình cho vào cái nồi riêu. Đây mình thấy chua mọi người nhá, thấy chua đây mình hái về đây này. Với gừng bằm này, hành bằm này, ớt sắt này, đấy. Quả thơm này, cà chua này, hành này, đấy. Thời tiết nóng rồi ăn nhiều. Cá rất là thơm này. Thank you.
thích cho vào cái nồi này riêu này mẹ. Đấy, nguyên liệu gồm có cà chua này, cà thơm này, thế này, thế chua đấy. Rồi dùng văn này, hành văn này, đất này. Đây là mỡ heo mình đã chiên rồi, chút là dùng mỡ heo để đi thơm mọi người ạ. Đây là mỡ heo rất là ngon mọi người ạ. Cá mình đã chiên sơ rồi mọi người nhá, dành cho ra đĩa rồi. Đấy, ra đĩa cho nó... Chút là mình cho vào cái đồ riêu mọi người ạ, để chiên này để cho nó ngon, nó phải... bở lát cái con cá ra mọi người, rất là ngon mọi người. Đấy, mình phải chiên sơ thôi mọi người ạ. Chút mình nấu cái đồ nước riêu mình mới thả con cá này vào mọi người nhá. Mình ăn cá nó mới ngon. Đây, mỡ heo mọi người này. Chút mình dùng mỡ heo mình phi hành với gừng nó thơm mình cho nước vào nấu. Đấy, mình cho khế này, cà chua này, quả thơm này. Đấy. Tạo vị chua mọi người ạ. Rồi, giờ bắt đầu mình dùng mỡ heo mình phi hành nó thơm mọi người nhá. Để cho mỡ heo mình phi hành chín gừng cho thơm này. Đấy. Rồi mình lấy nước riêu của nó mọi người nhá. Thơm mọi người, khi hành gừng băm nữa, mỡ heo nó nhiều nó thơm lắm mọi người. Rồi mình có chú nước mắm mọi người nha. Rồi mình cho khế chua này, cà chua này, cà thơm này vào bảo nữa mọi người. Mình cứ đợi cho nó chín mà. Rồi mình thấy cái đường này đó. Một canh. Cái thứ một canh này. Cái thứ một ngọt. Rồi mình cho nước sôi vào nhé mọi người. Đấy, nước sôi vào đun. Đấy, cái đồ riêu của mình rất là hấp dẫn mọi người ơi. Mình đun sôi ra cái nước màu rất là ngon mọi người. Nó có vị chua ngọt. Rất là thơm ngon.
thơm. Rồi, giờ mình cho cá vào nhé mọi người ơi, cá chép mình cho vào đây này mọi người. Đó, mà mình cứ đun như vậy là mình, nó sôi mình ăn mọi người ạ. Trước mình cho rau hành, rau thịt là vào nữa mọi người, nó rất là hấp dẫn đấy. Rất là ngon mọi người nhỉ. Đấy, những cá riêu nấu chép, cá giác nấu riêu mọi người ơi. Rất là hấp dẫn mọi người. Rất là ngon mọi người nhé. Theo mọi người có xô mày á. Rồi, cá chép nấu riêu đã hoàn thành cho mọi người nhá, rất là hấp dẫn mọi người ạ. Ăn thử cho mọi người nhá. Cá rất là thơm ngon mọi người. Rất là thơm ngon. Nó xô thì rất là chín mọi người nhá, rất là ngon. Cái riêu riêu cá, cá chép đông riêu của mình bắt mọi người hấp dẫn. Mình đun sôi rồi mình ăn rất là ngon mọi người, nóng rất là ngon, có vị chua ngọt còn thế thơm cà chua này, rất là ăn của cá nó rất là ngon mọi người, rất là ngon đấy. Mình có thể ăn kèm theo với bún nha. Có rau thịt gà nữa mọi người nhé, ở sau.